Xin chào cả nhà, hôm nay Hoàng Trinh đi chợ mua bánh canh về cho bà xã với lại mấy đứa con á, mời cả nhà cùng xem nha. Bánh canh hôm nay nấu là bánh canh khoai tím á cả nhà, chút mình trộn như cho nó có màu tím tím nó đẹp đó. Bánh canh hôm nay mua là nấu với lại xương heo nè, tôm với trứng cút, mọc nè cả nhà, mọc này là ngon lắm, với lại mấy cái rau củ quả đồ nè, hành hẹ đồ nè. Thôi bây giờ mình Hoàng Trinh vô chế biến nha, mời cả nhà đi theo chân Hoàng Trinh nha. Rồi tới cái tiếp là Hoàng Trinh rửa khoai lang tím nha cả nhà, đây là món chính luôn á. Bây giờ bỏ khoai vô đem đi luộc cả nhà ơi. Luộc khoai lang xong giờ tới luộc trứng cút. Giờ mình khử cái xương cho nó đừng có tanh với hôi cả nhà. Giờ mình bỏ miếng dầu vô. Cho tỏi, hành tím với lại đầu hành nè. Cho miếng dầu nữa đi. Rồi. Giờ tỏi nó cũng đã vàng rồi nè cả nhà, giờ mình đổ vô xương vô. Cho nó săn lại với lại nó khử mùi đó, rồi mình bỏ vô nồi nước lèo. Mình cho miếng nước mắm thôi cho nó thử. Cho nó bột ngọt. Giờ thịt nó đã săn rồi đó cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô cái nồi. Rồi nồi nước lèo. Giờ trong khi chờ đợi cho xương nó ra nước ngọt á, mình đi thăm nồi khoai nha. Rồi, bây giờ nồi khoai nó chín rồi, mình đi đổ nước để cho nó nguội để mình làm bánh canh nha cả nhà. Trong khi chờ đợi khoai nó nguội á, bà xã Hoàng Trinh bên cái pha rau củ quả nè cả nhà. Giờ cắt cà rốt, củ cải, lợi bắp á, chút bỏ vô nước lèo cho nó ngọt. Bắp cứng quá hàm ha. Giờ tới ủa em làm cái gì vậy? Bông cho đẹp. À tỉa cho hỏi thành cái xế xớ cho đẹp gì giống cái hoa vậy phải không? Hoa. À, củ cải trắng. Giờ tới em sát hành ngò. Trứng cút nè cô chú ơi. Đó, giờ là mấy đứa con của mình với mấy đứa cháu bu vô lột trứng cút nè cả nhà ơi. Có quyền biệt đội siêu lột trứng cút luôn. Chào cô chú đi các con. Chào cô chú.
cô em. À, giờ tới mình cho bắp với cà rốt với lại củ cải trắng. Giờ tới mình cho tôm vô nữa nè. À, tôm này mình để cho họ nó chín cái mình vớt ra mình lột vỏ luôn cả nhà, cho nó nước nó ngọt á. Giờ là mình bỏ cần no vô nè, đường, bột ngọt, rồi mình dặn thêm miếng muối nữa, tại này cần no nó cũng có mặn rồi đó cả nhà, mình dặn miếng muối vô. Rồi sau khi nêm xong giờ tới mọc nè cả nhà. Mọc này bà dì mình bả làm ngoài chợ á, ngon lắm, dai lắm. À, mọc Hoàng Trinh cũng đã mới làm xong nè. Bây giờ khâu cuối cùng là đi nhồi bột khoai lang nha cả nhà. Ta-da! Khoai lang Hoàng Trinh mới lột xong nè. Bây giờ Hoàng Trinh tán cho nó nhuyễn rồi mình Hoàng Trinh bỏ bột năng vô nha cả nhà. Khoai dẻo không em? Dẻo. Khoai lang này dẻo ghê luôn á. À, giờ bột nó cũng mịn rồi nè, khoai nó cũng mịn rồi nè cả nhà. Giờ Hoàng Trinh đi rửa tay cho nó sạch xong rồi Hoàng Trinh nhồi với bột nha cả nhà. Giờ Hoàng Trinh cắt bột năng vô pha nha cả nhà. Cái này Hoàng Trinh làm không có liều lượng, nhắm làm theo tự mình làm á cả nhà. Giờ mình chinh nhồi cho nó bột với lợi khoai á nó hòa quyện với nhau. Mã này mình nêm á, nêm chút đường thôi nè đó, với lợi miếng muối, đường với muối nha cả nhà. Giờ bột năng với lại khoai lang á nó hòa quyện vô nhau rồi cả nhà. Giờ mình chỉ nhồi chút nữa cho nó dính chặt với nhau với nó dẻo á. Bây giờ Hoàng Trinh lăn cái này ra để sát sợi nha cả nhà. Giờ Hoàng Trinh sắt khoai lang với bột ra nha cả nhà. Nắng quá, để một chinh giờ vô xíu nè. Đang là nắng dữ vậy. Một mình làm lâu quá nên Hoàng Trinh kêu bà xã vô phụ luôn cả nhà ơi. Và bánh canh khoai lang tím Hoàng Trinh đã sắt xong rồi, giờ Hoàng Trinh đem vô luộc nha cả nhà.
giờ bỏ bánh canh vô. Mình luộc ở ngoài trước vậy đó, hồi mình bỏ vô nồi nước lèo, chứ mình bỏ vô nồi nước lèo cái hồi nó đục cái nồi nước lèo không có đẹp đó cả nhà. Rồi vậy đi. Giờ bánh canh nó chín rồi đó cả nhà. Giờ Hoàng Trinh vớt qua rồi đem qua nồi nước lèo nha. Cái cọng nó Hoàng Trinh mới thử, nó dai nó ngon lắm. Nó có bột năng đó, nó dai với mùi thơm của khoai lang tím đó, rất là ok luôn cả nhà ơi. Nước nó ra màu tím đẹp em. Nhưng mà nó cẩm vậy. Không, cọng bánh canh này nó dai, nó thơm mùi khoai lang đã. Giờ mẻ thứ hai Hoàng Trinh cho vô hết luôn. Rồi mẻ thứ hai cũng chín rồi, giờ Hoàng Trinh vớt qua cái nồi nước lèo đây cả nhà. Bây giờ nồi bánh canh đã hoàn thành rồi, Hoàng Trinh múc tô ra cho gia đình ăn nha cả nhà. Giá với hẹ. Rồi. Giờ múc bánh canh ra. Rồi giờ tới cục xương, bỏ cục xương vô. Hai con tôm nè, tôm đỏ đẹp không em? Đẹp. Đó. Rồi thêm ba cái trứng cút nữa. Ngon như quán cả nhà ơi. Chút hành phi. Hành phi. Chút tiêu. Hành. Hành lá. Với tiêu nè cả nhà. Tiêu. Đó. Rồi. Cho nước lèo vô. Muốn nước lèo vô. Và nồi bánh canh khoai lang tím của Hoàng Trinh làm xong rồi nè cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhìn ngon hết. Toàn cái gì cũng phải cho hành luôn. Để hả? Ăn cho hành. Ngon quá hả trời ơi. Ngon. Dạ, ăn nó đậm đà. Ủa, ngày qua dì Tám ghé hay chơi lâu không? Hôm qua là dì Tám mình ghé chơi, còn hôm nay là dì Bảy của mình cả nhà. Dì Bảy chào cả nhà. Dì Bảy chào cả nhà. Đó, dì Bảy là cũng em của mẹ mình đó cả nhà, hôm nay ghé chơi. Làm gì cũng ngon rồi. Ngon không mà rau hôm nay ăn với nhúng miệng nữa. Ăn như mua nhúng miệng lắm á. Dạ hả? Thế đi gọ nấu không được vậy? Hả? Đi gọ. Vậy hả? Nó canh với hơn phải bỏ. Cái ăn tiếng gì vậy? Phải ăn tiếng không? Nó được rồi. Ăn mọc ra vừa ăn.
này thấy ăn lạ không con trai? Nó lạ lạ. Mà ăn thấy như sao? Ngon không? Ngon. Xương nó mềm chưa mẹ? Mềm hả? Xương mềm quá ha. Ủa nấu sao mà xương mềm hả con? Con hầm lâu lắm á. Lâu hả? Hầm đông chứ nó mềm á. Nay ăn ngon quá ha, sao không nói chuyện luôn em? Ngon quá. Anh đi nói trời, nó bụng quá, lâu quá. Lâu quá. Giờ Hoàng Trinh cũng xin phép vô ăn luôn nha cả nhà. Là miếng tôm cái coi. Lâu chút lẻ mà. Lâu rồi lâu cái nhồi bột á. Thôi video đến đây Hoàng Trinh xin kết thúc. Nếu thấy hay thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cho Hoàng Trinh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.